Chào các bạn, buổi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tận dụng các điện thoại smartphone cũ để biến nó thành các camera quan sát. Các bạn thấy rằng là cái xu hướng hiện đại bây giờ thì cái smartphone nó rất là nhiều, mình thấy tất cả các bạn hầu như các bạn đều có, và các bạn dùng một thời gian có thể các bạn chán nó hoặc là nó bị vỡ màn hình, và khi các bạn thay màn hình thì cái giá tiền thay màn hình thì nó cũng gần bằng cái các bạn thêm một chút nữa là các bạn lại mua được cái điện thoại mới nữa các bạn dùng rồi. Thế thì các bạn đừng vứt nó đi và cũng không nên bán, mà thực ra bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền cả. Các bạn hãy tận dụng nó để làm thành các camera quan sát, và các bạn có thể để ở chỗ nào đó thuận tiện để các bạn quan sát, thay cho việc là các bạn phải ra ngoài các bạn thuê người về lắp đặt các camera quan sát ở nhà. Thế thì cái smartphone này hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái điều đó, từ các smartphone sử dụng hệ điều hành Windows Phone, hệ điều hành Android hoặc là hệ điều hành iOS thì đều có thể biến nó thành các camera quan sát được các bạn ạ. Thế thì mình nhấn mạnh rằng các bạn nhé, điện thoại từ của Microsoft rồi Apple rồi Samsung hoặc là Sony đều biến nó được thành các bạn ở nhà các bạn có cái điện thoại nào thì các bạn nên tận dụng cái điện thoại đó. Mình sẽ lần lượt mình hướng dẫn các bạn từ các từng hệ điều hành từ Windows Phone cho đến iOS rồi Android cho các bạn. Thế thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng của cái hệ điều hành Windows Phone. Ở đây trên tay mình đang có một cái điện thoại Nokia Lumia 730 cũ đây. Thì mình cũng đang muốn đổi vì là điện thoại này bây giờ nó cái ứng dụng của nó ít quá, mình cũng không muốn dùng lắm. Thế thì mình vào bước vào hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên bật màn hình lên. Bật màn hình lên, các bạn vào cái mục Store. Các bạn vào cái mục Store của điện thoại. Rồi. Các bạn tìm đến cái search cái từ này, các bạn search cái từ My Webcam. Đấy, các bạn search cái từ này. Đấy. Search từ này thì cái rất là khó chịu dùng ở cái hệ điều hành Windows Phone này là các phần mềm nó rất là ít, các ứng dụng của nó rất là ít mà lúc có thì lại phải trả phí. Thế thì các bạn nếu bạn nào mà nếu có cái hệ điều hành Windows Phone này thì các bạn dùng nếu mà thấy tốt, vì thực ra là giá tiền thì nó cũng chỉ có vài chục nghìn thôi các bạn ạ. Các bạn mua phần mềm thì nó cũng không đáng bao nhiêu cả, thì các bạn tải và mua cái phần mềm về. Ví dụ đây, các bạn tải phần mềm My Webcam này về. Đấy, chờ một chút. Đấy, các bạn thấy chưa, nó báo ngay là 85.000. Thấy chưa? Thế rồi mình bây giờ mình dùng thử xem sao, dùng thử miễn phí. Nếu các bạn dùng thử mà cảm thấy ổn là đẹp thì các bạn nên mua một cái phần mềm này về để các bạn sử dụng. Thì mình dùng thử. Các bạn kích vào dùng thử thì bây giờ nó sẽ tải và nó cài đặt luôn cho các bạn. Các bạn chờ một chút. Mình cũng mới tìm hiểu và làm ra chạy ra thành công cái này vì ở nhà quê ấy thì cũng muốn lắp đặt một cái camera đấy để quan sát. Nhiều khi bố mẹ già cả rồi cũng muốn xem tình hình bố mẹ nó như thế nào, chứ mình cũng không phải là để kiểm soát cuộc sống ở nhà. Đấy thì mình thấy làm như này có khi lại thấy hay. Bởi vì nếu mà đặt một cái camera đấy thì là nó cũng lãng phí quá. Bây giờ một bộ camera bây giờ cũng hơn chục triệu thì nó phí. Đấy, như vậy đã cài đặt xong rồi. Các bạn ấn nút mở. Mở thôi. Rồi, ấn nút mở, các bạn chờ một chút. Các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hỏi là cho phép truy cập vị trí của bạn hay không. Thì các bạn cứ bấm vào thực hiện là có đấy. Có vấn đề gì đâu, đúng không các bạn? Không vấn đề gì. Thế thì khi các bạn bấm như này rồi thì các bạn nhìn thấy nó có các mục này. Front and rear camera optimize, tức là cái tối ưu cái nó gọi là, nói chung là mình thì tiếng Anh cũng hơi kém kém một chút, tức là nó tối ưu cái camera trước hoặc là camera sau gì đấy. Đấy. Thế còn cái mục bên này thì là nó có cả điều khiển và ghi lại. Còn cái bên này thì khả năng là cái thiết bị thấp hay chất lượng thấp gì đấy. Nhưng mà thôi,
các bạn cứ lần lượt các bạn vào, các bạn lần lượt vào những cái ô này nó đều đều chạy ra hết các bạn ạ, đều chạy ra hết. Thì xong quá trình thì các bạn tìm hiểu các bạn sẽ ngẫm ra. Ví dụ ở đây mình vào cái mục đầu tiên là front end rear camera optimize này nhá, mình vào đây đấy, thì các bạn thấy không, các bạn thấy rằng là mình đã quay được đúng không, cái điện thoại này mình đã chạy này, thấy chưa? Thì các bạn có nhìn thấy cái nút tròn tròn màu trắng đấy không? Đấy, cái nút tròn tròn màu trắng khi các bạn ấn vào đấy thì nó sẽ bắt đầu, khi các bạn bấm vào đấy thì nó sẽ lưu lại các video này, nó sẽ được lưu lại nhé, các bạn nhớ chú ý. Thế thì các bạn cái thẻ nhớ, thông thường cái thẻ nhớ của các bạn thì nó từ chắc chắn là từ 8GB trở lên rồi, các bạn có khi dùng đến mấy chục GB, có khi các bạn dùng 124GB đúng không? Thì thoải mái quay các bạn ạ, không vấn đề gì. Thế thì các bạn bấm vào cái ô tròn tròn màu trắng này nhé, các bạn ấn vào ô tròn tròn màu trắng này. Đấy, mình có một mình cầm hai cái điện thoại này quay ra nó rất là khó. Đây, bấm vào đây. Đấy, ok. Đấy, như vậy là mình bấm đây, các bạn thấy rằng là nó không có gì thay đổi cả, bấm xong đúng không? Thế nhưng mà vấn đề tại sao mình lại bảo là có thể quan sát được qua mạng? Thì ở đây mới lên trên điện thoại thôi đúng không nào? Mới lên trên điện thoại thôi, vậy bây giờ quan sát qua mạng bằng cách nào? Thế thì các bạn làm theo bước như sau này. Đây là mình dựng cái điện thoại này cho nó đứng lên đã, để tiện trong quá trình làm. Đây, ok rồi. Thế thì các bạn muốn quan sát qua mạng, các bạn muốn xem trên máy tính của các bạn ấy, các bạn làm như sau này. Các bạn bấm vào cái dấu ngã này, bấm vào, được chưa? Thì các bạn thấy không, các bạn thấy nó có cái camera feed address này này và cái web server này. Thì các bạn thấy rằng là nó có cái địa chỉ http 2.... này 10.48.24.84.2.8080. thì đây chính là cái địa chỉ IP hiện tại của cái camera của các bạn. Đấy, thì các bạn chỉ cần việc nhập các con số này lên máy tính là các bạn sẽ thấy ở đây, ví dụ như là có 10.48.24.84 nhé, 2.8080 này. Bây giờ mình nhập lên máy tính của mình 10.48.24.84.2.8080 đúng không các bạn, 2.8080, các bạn enter. Đấy, thì các bạn nhìn thấy không, trên máy tính của mình đã quay được. Đây các bạn, mình đây nhá, cái điện thoại đây của mình, giờ mình di chuyển cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy không, mình di chuyển. Đấy, tất cả các bạn thấy không, đã biến cái điện thoại smartphone cũ của mình thành một cái camera giám sát, nó rất là gọn gàng và đơn giản, không có gì khó khăn cả. Đấy, các bạn thấy không, nó cũng khá là nét chứ không phải là mờ đâu, rất là thoải mái. Đấy, đấy, các bạn nào mà có tiền thì các bạn mua thêm một cái tên miền về, dòng trỏ về cái địa chỉ IP này cho nó dễ. Ví dụ như các bạn mua cái tên miền là kèo cột gì đấy cho nó dễ nhớ, các bạn để trỏ về cái địa chỉ IP này. Còn nếu không thì không thích tên miền, các bạn cứ sử dụng các số này, địa chỉ IP này các bạn nhập vào thôi, thế là xong đúng không nhỉ. Thì có một cái video mình đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ cách mở port để quan sát từ xa. Các bạn nhớ nhé, cái việc này các bạn có thể là đặt cái camera này, đặt cái điện thoại này ở Hà Nội, các bạn lên Thành phố Hồ Chí Minh các bạn vẫn có thể xem được nhé. Nhưng chú ý, các bạn phải có một cái nguồn điện thoại, các bạn cắm thường trực vào cái smartphone của các bạn, ok chưa? Đấy, còn cái cấu hình mở port lên mạng thì các bạn tìm cái, mình sẽ gắn cái, để cái link cách mở port lên mạng các bạn xem đấy, quan sát ra thật kỹ. Vậy thì đối với cái hệ điều hành Windows Phone này mình đã hướng dẫn các bạn xong. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái hệ điều hành iOS và Android. Thì các bạn chờ mình một chút. Chào các bạn, tiếp theo trên tay tôi đang có cái điện thoại Oppo cũ. Chúng ta làm như nào? Chúng ta tìm đến cái mục CH Play, cái cửa hàng ứng dụng của cái hệ điều hành này.
Đấy, tiếp theo các bạn search cái từ này. Đấy, do là điện thoại cũ lâu rồi nên ra là nó rất là chậm, nên là như vậy các bạn dùng chán. Chán rồi thì các bạn nên tận dụng cái này, các bạn làm thành cái camera quan sát rất là tốt. Các bạn search cái từ IP, IP webcam. Các bạn search cái từ đấy. Thế mà chán. Đấy, các bạn search cái từ IP webcam này. Ok chưa, search. Đấy, thì các bạn chọn. Các bạn chọn trong trong này có các phần mềm nào cũng được các bạn ạ. Thế thì cái nào nó miễn phí thì mình dùng lên cho đỡ tốn tiền. Ở đây mình thấy có cái này là cái miễn phí này, các bạn vào cái IP webcam này, còn cái Pro này thì nó trả phí mất 84.000. Thì các bạn vào cái IP webcam này nhé, cái miễn phí này. Bạn bấm vào đây xong các bạn cài đặt. Cái này nó rất là dễ cài đặt, thì các bạn cài đặt quá nhiều vào những cái phần mềm này rồi đúng không? Chỉ việc ấn vào nút cài đặt, sau nó tự download về và nó cài đặt thôi. Không có vấn đề gì cả. Bây giờ cái phần mềm này yêu cầu là cần cái quyền để truy cập vào cái vị trí rồi cái các máy ảnh rồi micro, các bạn cứ chấp nhận, bởi vì là cần phải vào như thế thì người ta mới cài đặt được. Đấy, thì các bạn chờ một chút, chờ trong giây lát để tải xuống. Cái phần mềm này có 6.81 MB thôi, nên cài cũng sẽ đào xuống nhanh và cài cũng sẽ rất là nhanh, không có gì là khó khăn cả. Đấy, 100% rồi, bây giờ đang cài đặt. Đấy, trong các quá trình này thì các bạn có thể là hát bài, các bạn có thể ra nhà vệ sinh các bạn hát bài, hoặc là các bạn tấu bài. Xong rồi các bạn vào là nó cài đặt xong. Đấy, như vậy cài đặt này là xong. Xong thì các bạn làm gì? Các bạn ấn nút mở. Ấn nút mở. Đấy, nó rất là chậm các bạn ạ. Đấy, những cái điện thoại cũ này hệ vận hành nó chạy rất là chậm. Nên là tận dụng để làm cái IP webcam này, cái camera quan sát từ xa này nó rất là tốt. Đấy, cái điện thoại nào của các bạn cấu hình nhanh thì nó sẽ chạy nhanh thôi, còn cái này thì do cái cấu hình nó rất là thấp, cái điện thoại Oppo của hàng tung của nó chạy rất là thấp. Đây, bây giờ chạy ra xong đến cái chỗ này rồi thì các bạn nhìn thấy cái giao diện này của cái IP webcam này không? Đấy, các bạn kéo xuống, các bạn trượt lên đi, các bạn tìm đến. Các bạn nhìn thấy cái mục Local Broadcasting này không? Nhìn thấy mục này không? Và các bạn nhìn thấy cái port 8080 này. Thì cái port 8080 này là chính là cái mà nếu các bạn đã cấu hình xong rồi thì các bạn cấu hình mở port trong cái modem của các bạn là cái port mở cái cổng 8080 này, thì các bạn sẽ quan sát từ xa. Tức là cái này nhà bạn đặt ở Hà Nội chẳng hạn, mà bạn vào thành phố Hồ Chí Minh thì bạn vẫn có thể cấu hình các bạn xem trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là bất kỳ nơi đâu trên thế giới mà có mạng internet đều được. Các bạn nhớ nhé. Đấy. Kéo. Rồi, thế bây giờ vào đâu nhỉ, để xem nhỉ. Các bạn nhìn thấy cái mục Start Server đây không? Các bạn thấy mục Start Server và Begin Serving Video Stream này. Thì các bạn bấm vào đây. Bấm vào. Đấy, người ta hỏi Would you like cái gì đấy thì các bạn tạo tiếng Anh thì các bạn đọc thêm một ít. Còn không tạo tiếng Anh thì thôi, chả sao cả. Các bạn bấm vào Yes cho mình. Đấy chứ nào. Cái này người ta chỉ bảo là kiểu như cái muốn dùng cái định dạng để ghi, tức là MP4 hay là cái gì đấy, cái này nó sẽ lưu các bạn ạ. Này nó sẽ lưu. Thì một là các bạn chọn cài đặt là lưu, còn hai các bạn có thể chọn là không lưu cũng được, chả sao cả. Thì nếu chọn lưu nó sẽ tốn cái bộ nhớ này, thì sau một thời gian các bạn phải reset lại cái thẻ nhớ. Các bạn xóa hết cái thẻ nhớ, dữ liệu thẻ nhớ đi. Thế nào? Thế bây giờ ở đây người ta bảo là để active trên internet này thì yêu cầu 400 KB. Download nào thì bây giờ các bạn ấn nhất. Đấy, các bạn chờ một lúc thôi. Cái này nó tải một cái gọi là cái code, cái mã về để đọc được cái video này. Các bạn chờ một chút thôi. Đấy, trong thời gian này chờ này thì bạn lại đi hát tiếp một bài nữa. Các bạn vào. Đấy, rất là... trăm phần trăm rồi. Nào,
cố lên nào, chạy đi. Đây là tin lần 2 à bạn? Không. Có hai lần thi gần nhau. Đấy, một lần thì như vậy là xong. Bằng 2, còn một lần thì lại là thi như vậy là đã xong. Thì các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này. Thấy không? Đấy, như vậy là đã mình đã cài đặt xong, hoàn thành xong. Bây giờ mình quay sang chỗ khác cho các bạn nhìn này. Đó. Đó. Đúng không? Nó không được nét lắm nhưng mà cái này để làm cái camera giám sát thì là rất là tốt. Đỡ phí một cái điện thoại. Đó. Rất là tốt. Nhưng vấn đề bây giờ làm sao mà làm sao để chạy trên internet bây giờ? Thì các bạn nhìn thấy này. Các bạn có nhìn thấy cái mục http://10.48.24.90.8080 này không? Đây chính là cái địa chỉ này ở dưới nhá, các bạn cứ nhìn thấy ở dưới cái camera ấy. Đây là chính là cái địa chỉ IP mà các bạn để kết nối trên internet, và các bạn chỉ cần việc là mở cái port 8080 trên modem này là xong. Thì đã có một cái video hướng dẫn cái cách mở port này rồi, các bạn xem cái video đấy nhé. Bây giờ mình thử truy cập vào internet xem sao. Đây làm thế nào để cầm được cả hai cái điện thoại này nhỉ? Các bạn chờ mình một chút nhé. Đây nhá, các bạn nhìn nhớ cái địa chỉ IP này, 10.48.24.90.8080. Thì tùy vào mỗi máy nhá, tùy vào mỗi máy và tùy vào mạng của nhà bạn, thì mỗi mạng của nhà một bạn thì sẽ có một cái địa chỉ IP này. Các bạn thường nó sẽ là 10.198. Bao nhiêu nhỉ? Gì 192.1.2.8080 ấy. Nhà các bạn thường là như thế. Bây giờ mình nhập cái địa chỉ IP này vào nhá. 10.48.24. À, nhà các bạn là thường là 192.168.1 bao nhiêu đấy, .xx. Thì bây giờ mình nhập này. Các bạn nhìn này. 10.48.24.90.2.8080. Các bạn enter một cái. Đó. Thì các bạn nhìn thấy, các bạn nhìn thấy ra một cái giao diện như này đúng không nào? Các bạn thấy có cái video này renderer này. Thì các bạn bấm vào cái flash này cho mình nhá. Các bạn bấm vào flash này. Bấm flash. Đấy, nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng như này. Thấy chưa nào? Thì đây như chính là cái hình camera của các bạn. Thì cái hiện tại cái camera mình đang để úp xuống mặt bàn, nên ra nó chả nhìn thấy gì cả. Đấy các bạn nhìn nhá. Đấy bây giờ mình đặt lên này. Thấy không? Thấy chưa nào? Bây giờ mình di chuyển này. Đấy vẫn đang trên máy tính của mình đấy. Đấy, các bạn thấy chưa nào? Đấy, rất là ok. Như vậy là các bạn thấy rằng là tận dụng cái này để làm một cái camera quan sát rất là tốt đúng không? Các bạn mua một bộ camera quan sát bây giờ cũng phải tốn tầm chục triệu nếu cái gọi là dùng được ổn ổn. Thế thì tội gì các bạn mang cái máy điện thoại ra các bạn bán chắc gì đã được 500. Các bạn tận dụng luôn cái điện thoại các bạn làm cái camera quan sát cho nó thuận tiện. Vì camera quan sát ngoài kia các bạn cũng phải mua thêm một cái đầu ghi nữa. Đấy, cái này thì chẳng cần gì phải đầu ghi cả. Các bạn cứ cắm sạc, cắm vào đây cho chạy liên tục, thế thôi. Cắm và chạy, plug in, play thôi. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn xong cách tận dụng cái chiếc điện thoại smartphone cũ để làm cái camera quan sát. Thì mình định hướng dẫn một cái nữa là dùng cái hệ điều hành iOS cơ. Nhưng mà chưa kiếm được cái con điện thoại iPhone 4 hoặc cùi nào đấy để làm. Thì thôi mình dừng đây, có những cái điện thoại kia thì cũng tương tự thôi các bạn ạ, cũng không có gì là khó khăn. Rồi, xin chào và tạm biệt các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì các bạn nhấn subscribe hoặc đăng ký để mỗi lần có video mới các bạn sẽ được cập nhật và xem một cách nhanh nhất.